khổ 40 năm quan hệ ngoại giao Pháp-Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Pháp đã mời đoàn múa Kubilai Khan tới biểu diễn tại Việt Nam với chương trình mang tên Tiger Tiger Burning Bright. Kubilai Khan với 15 năm tồn tại và phát triển và 20 vở múa trình diễn tại Pháp và tại hơn 40 quốc gia trên thế giới, Kubilai Khan khẳng định nền tảng sáng tác phong phú và năng động, nghệ thuật ở trong nước và trên thế giới. Từ các vùng biển Mozambique đến vịnh Tokyo, từ múi giờ này đến múi giờ khác nhau, hoạt động sáng tạo từ ngôn ngữ nghệ thuật đến những vấn đề văn hóa, không ngừng đặt câu hỏi về thế giới đang chuyển động. Để hiểu được sự thay đổi đang diễn ra, họ quan sát sự hình thành liên tục của thực thể và từ những buổi biểu diễn qua sự gặp gỡ giữa nghệ thuật, vùng lãnh thổ và công chúng. Tên Kubilai Khan của nhóm múa mang ý nghĩa là giống như cây cầu nối văn hóa phương Đông và phương Tây. Tôi và các nghệ sĩ hy vọng đưa văn hóa phương Đông và phương Tây xích lại gần nhau hơn qua hoạt động của mình. Kubilai Khan là một nhóm múa quốc tế, quy tụ các thành viên đến từ khắp nơi trên thế giới như Singapore, Nhật Bản, Mozambique, Thụy Điển, Hungary. Tôi chọn những nghệ sĩ này bởi họ là các nghệ sĩ tài năng và có sự khác biệt, đại diện cho những thành phố, những nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Họ rất phù hợp với Tiger Tiger Burning Bright, một vở múa phản ánh cuộc sống hiện đại tại những thành phố lớn. Và Hà Nội là một trong những thành phố nơi bạn có thể cảm nhận được thực tế này một cách rõ nét nhất. Tại sân khấu nhà hát tuổi trẻ, Kubilai Khan đã khiến cho công chúng yêu thích nghệ thuật múa thực sự choáng ngợp và thích thú bởi sự kết hợp tuyệt vời của hình thể với âm nhạc. 6 nghệ sĩ múa trên nền nhạc được pha trộn từ nhiều chất liệu đã mang đến cho khán giả một tác phẩm múa phức điệu, đậm chất hình thể và lịch lãm. Trong thời đại thay đổi liên tục này, Tiger Tiger Burning Bright mang một cái nhìn về cuộc sống đô thị và những công trình ở đó. Nơi đây tốc độ là yếu tố xuyên suốt, tốc độ thoát, tốc độ truyền thông tin, tốc độ giới hạn hay tối thiểu, tốc độ đến bàng hoàng hay tốc độ đến lưu luyện, cũng như tốc độ của sự dạn vỡ. Tác phẩm đặt ra câu hỏi về vị trí của thể xác chúng ta, của ý thức và những ham muốn của chúng ta trong cơ cấu xã hội và đô thị hiện nay. Cơ hội làm việc với Kubilai Khan đem lại cho tôi nhiều điều thú vị và giúp hình thành những điều mới mẻ trong con người. Chúng tôi sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp chính vì chúng tôi đến từ khắp nơi trên thế giới. Làm việc cùng các nghệ sĩ đến từ các nền văn hóa khác nhau đem đến cho chúng tôi những trải nghiệm văn hóa mới, cùng nhau chia sẻ kiến thức nghề nghiệp. Xã hội hiện đại là mảnh đất màu mỡ cho tốc độ, nơi đó thời gian được tính đến từng giây, từng phút. Trước sự vận động liên tục không ngừng nghỉ của đô thị hiện đại, sự thu hẹp của không gian sống và sự bó hẹp của thời gian, trước tình trạng bất ổn gia tăng, chúng ta đôi khi có cảm giác như đang đứng trên sườn dốc, đang sụt lở. Và nếu chạy thật cật lực, cũng chỉ giúp chúng ta đứng yên tại chỗ. Chúng ta đang sống trong một môi trường ngột ngạt, tù túng và dường như đang trở thành nô lệ của chính mình. Chúng ta đang thờ ơ với chính chúng ta. Từ những trạng thái nhạy cảm này, vẽ nên những quỹ đạo cá nhân và tập thể, đặt ra câu hỏi về cơ thể của chúng ta, ý thức của chúng ta, mong muốn của chúng ta trong cơ cấu xã hội, trong trung tâm của đô thị. Đây là dự án nghệ thuật quốc tế đầu tiên của tôi và tôi thực sự yêu thích dự án này. Các thành viên của nhóm múa đều là những nghệ sĩ tuyệt vời, những người bạn tốt. Tôi cũng rất vui được cộng tác cùng biên đạo múa Frank Micheletti. Làm việc cùng Kubilai Khan, chúng tôi cũng có cơ hội tới thăm những đất nước tuyệt vời như Việt Nam của các bạn. Thành phố giống như một thực thể thay đổi liên tục, luôn luôn nằm trong trạng thái tháo ra và tu chỉnh lại, chuyển đổi và lắp ráp lại, là đối tượng của nhiều hoạt động, hệ thống kỹ thuật không ngừng chuyển đổi các thành phố, bị đào bới, bị lật đi lật lại, bị cày cuốc, bị điều khiển. Các thành phố bị đẩy ra khỏi chính mình.
Kubilai Khan đã tạo ấn tượng đặc biệt trong lòng khán giả Hà Nội. Món quà nghệ thuật mà các nghệ sĩ đến từ nước Pháp mang lại cho công chúng Việt Nam mang rất nhiều ý nghĩa. Đó cũng là cơ hội rất tốt để công chúng có cơ hội tiếp cận gần hơn với nghệ thuật múa đương đại của thế giới. Thank you.